Trong trận giao hữu sáng nay 14 tháng 7, đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 9-0. Cả Este và Sanma đã ghi được cú đúp trong trận đấu này. Sau trận đấu, tờ AS nhận định rằng đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã có một màn chạy đà hoàn hảo trước World Cup 2023. Tuy nhiên, họ vẫn nhắc nhở huấn luyện viên Jorge Vaya và các cầu thủ về những khó khăn trước mắt. Tờ báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha viết, không có gì ngăn cản đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Họ đã xuất sắc giành chiến thắng 9-0 trước đội tuyển nữ Việt Nam. Đội bóng đã hoàn thành quá trình chuẩn bị cho World Cup trong niềm vui lớn. Mặc dù trận giao hữu không quá quan trọng, nhưng đội tuyển nữ Tây Ban Nha vẫn đặt mục tiêu rõ ràng, đó là giành chiến thắng và ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt. Trong trận đấu này, đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã thể hiện sự áp đảo hoàn toàn. Trong hiệp 1, La Rosa đã ghi hai bàn thắng nhờ De Alba Redondo và Atenea del Castillo. Sang hiệp 2, đội bóng của huấn luyện viên Jorge Vaya tiếp tục không cho đối thủ có cơ hội khi ghi thêm 7 bàn thắng. Este và Sanma đã góp công với mỗi người ghi được cú đúp. Ba tiền đạo của đội tuyển nữ Tây Ban Nha cho World Cup 2023 đều đã có bàn thắng trong trận đấu này. Một tin vui khác là Aitana Bonmati cũng đã lập công. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã có một sự chuẩn bị tốt trước thềm World Cup 2023, chỉ còn 7 ngày nữa là đến trận ra quân gặp Costa Rica.